nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận 1, quận 3 và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp cho cao hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng và Hằng Ni số chậu khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà, thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Võ Thị Sáu thuộc trung tâm phường 8, quận 3. Phường 8 của mình thì mới trong năm nay được đổi lại là phường Võ Thị Sáu nha cả nhà. Được gửi khách hàng mình một tòa nhà kinh doanh căn hộ dịch vụ, thu nhập mỗi tháng rất là tốt luôn. Và trước khi di chuyển vào bên trong để tham quan, Hằng Ni sẽ đi dạo quanh một đoạn trục đường Võ Thị Sáu cũng như là đường Phạm Ngọc Thạch, di chuyển ở hồ Con Gùa để chúng ta cùng tham quan hoạt động giao thông và đường xá cơ sở hạ tầng tại khu vực này nha. Và Hằng Ni đang có mặt tại cây xăng Petrolimex giao giữa đoạn Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Thị Sáu nha cả nhà. Nhà mình thì nằm ngay đoạn này luôn, vị trí ngay trung tâm, cách hồ Con Gùa chỉ 300m di chuyển thôi. Cũng như là khu vực này phải nói là quá quen thuộc luôn rồi. Hồ Con Gùa là vòng xoay khu hồ phun nước giao giữa đường Phạm Ngọc Thạch, đường Trần Cao Vân và đường Võ Văn Tần nha. Và với vị trí này thì tập trung rất là nhiều tòa nhà cao ốc văn phòng, building, tòa nhà khách sạn, cũng như là cơ sở giáo dục y tế, ngân hàng, shop thời trang, quán ăn, quán nước gì cũng có hết. Ngay trung tâm chúng ta đi đâu cũng tiện. Và Hằng Ni thì đang có mặt tại trục đường Phạm Ngọc Thạch. Em đi thẳng lên thì sẽ di chuyển đến hồ Con Gùa để chúng ta cùng tham quan nè. Đường Võ Thị Sáu của mình thì song song với đường Điện Biên Phủ nha cả nhà, ngay trục kết nối chính để mình di chuyển về quận 10, quận 5, cũng như là cuối đường thì sẽ di chuyển về quận Bình Thạnh nha. Và Hằng Ni đang có mặt tại vòng xoay hồ Con Gùa nè cả nhà. Và bắt đầu em di chuyển đường Phạm Ngọc Thạch nối dài để chúng ta đi lên nhà thờ Đức Bà phía trên nha. Mình chỉ cách khoảng chừng 200m thôi. Từ ngay hồ Con Gùa chúng ta sẽ di chuyển lên trung tâm phường Bến Nghé, quận 1 luôn rồi. Khu này phải nói là vô cùng đắc địa và giá trị đất thì rất là tăng trưởng nha. Ngay trung tâm quận 1 cho nên là mình tập trung rất là nhiều công trình văn hóa lịch sử để thu hút lượng khách du lịch. Và tòa nhà kinh doanh căn hộ dịch vụ của mình thì lúc nào cũng full khách hết, kinh doanh rất là ổn định luôn. Và Hằng Ni đang có mặt tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, một nhà thờ chính tọa lạc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rồi, cũng như là chúng ta xét bên Dinh Độc Lập luôn nha. Và em sẽ đi dạo quanh thêm một đoạn nữa và xin mời khách hàng cũng như các cô chú anh chị mình cùng em bắt đầu di chuyển vào bên trong để tham quan kết cấu và thiết kế của ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu đến chúng ta nha. Và để tiếp tục với video thì Hằng Ni đang có mặt tại mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà, được gia chủ thiết kế làm tòa nhà để vận hành kinh doanh căn hộ dịch vụ, nằm trên con đường Võ Thị Sáu thuộc trung tâm phường 8, quận 3, nay thuộc phường Võ Thị Sáu nha cả nhà. Với kết cấu là một trệt 5 lầu, được gia chủ thiết kế có thang máy bên trong nhà, cũng như là sân thượng bên trên mình dùng để làm sân vườn trồng cây, trồng hoa nha, rộng lên tới 70m2 lận. Và nhà này thì với khách hàng mình có thể là lên thêm được 3 tấm nữa nha. Được gia chủ mình đầu tư cái dàn móng phía dưới phải nói là vô cùng chắc chắn luôn. Và với kết cấu là một trệt 5 lầu, ngôi nhà có diện tích chiều ngang là 3,4m, chiều sâu vào là 21m. Nhà mình thì nở hậu phía sau là 4m, khuôn đất phong thủy rất là tốt luôn, công nhận đủ là 79,6m2 và tổng sàn sử dụng lên tới gần 400m2 nha cả nhà. Thuộc hướng chính là hướng Tây Bắc, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mời là Tây Tứ Trạch, cũng như các hướng là hướng Tây Nam, hướng Đông Bắc và hướng Chính Tây. Và với công năng sử dụng bên trong nhà rờm mặt bằng phía dưới dùng để kinh doanh, cũng như là khu vực để xe gắn máy, bên trong nhà thì được gia chủ thiết kế 11 phòng căn hộ dịch vụ, có toilet sử dụng riêng bên trong và đầy đủ các trang thiết bị cao cấp luôn nha. Và trước khi di chuyển vào bên trong để tham quan, Hằng Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta quan sát con đường phía trước nhà nè. Đường trước nhà của mình thì rộng 6m, cách mặt tiền đường Võ Thị Sáu chỉ 60m thôi. Và cách nhà mình khoảng 20m là mình có bãi đổ xe ô tô luôn nha cả nhà. Rất là thuận tiện để vừa ở vừa kinh doanh, có thu nhập hàng tháng hoặc là chúng ta giữ giá trị đất nha. Đó, cách mặt tiền đường Võ Thị Sáu chỉ 60m thôi cả nhà ơi. Một vị trí phải nói là vô cùng đắc địa luôn rồi. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan tiếp tục nha. Và theo chủ nhà chia sẻ thì ngôi nhà của mình được các kỹ sư tốt nghiệp từ trường Bách Khoa và gia chủ mình đứng ra xây dựng và coi ngó, cho nên là từ dàn móng bên dưới cho đến công trình xây dựng và nội thất bên trong
đều sử dụng các vật liệu và trang thiết bị cao cấp không thôi. Nhà thì rất là chắc luôn. Chúng ta có thể là lên thêm 3 tầng bên trên vô tư luôn nha cả nhà. Và ngôi nhà thì đang được gia chủ rao bán với mức giá là 25 tỷ. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Ni sâu chậu khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Và đây, em đang có mặt tại mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà. Với kết cấu là một trệt 5 lầu, với khách hàng mình mua ngôi nhà này sẽ được gia chủ mình tặng lại toàn bộ nội thất bên trong nhà, được gia chủ đầu tư cho 11 phòng căn hộ dịch vụ bên trong, với giá trị lên tới 2 tỷ 500 triệu đồng nha cả nhà. Và chỉ riêng khang máy bên trong thôi, đã được gia chủ mình đầu tư khang máy nhập khẩu, trị giá hơn 1 tỷ đồng luôn rồi. Và ngôi nhà thì gia chủ mình đang cho thuê, với thu nhập mỗi tháng lên tới 75 triệu. Mình có trượt giá hàng năm nha. Người thuê bên trong thì hiện tại đang kinh doanh ngắn hạn dài hạn, lúc nào cũng full phòng hết. Và ngôi nhà thì được gia chủ thiết kế theo mẫu tân cổ điển nè, mỗi tầng đều có ban công chỗ ra ngoài. Và hàng đi đang có mặt tại mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà. Nhà mình thì đã có camera hệ thống bên trong lẫn bên ngoài luôn rồi, cho nên rất là an ninh du khách hàng khi mà sinh sống luôn. Và em đang có mặt tại mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà, được gia chủ sử dụng một lớp cửa sắt 4 cánh, sắt đúc CNC nè, được sơn theo màu Sinfa nha. Mình ra vào thì bằng cửa vân tay cũng như là thẻ cảm biến, thẻ cảm từ nha cả nhà. Và hàng này di chuyển vào bên trong thì chúng ta có thêm một lớp cửa nữa. Nhà mình thì ra vào bằng hai cửa, rất là an toàn luôn. Bên trong thì được gia chủ trang bị lớp cửa nhôm Sinfa kèm kính cường lực 10 ly. Bên trên thì được thiết kế có mái che nè, rất là thoáng luôn. Thôi và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển vào bên trong để tham quan tiếp tục nha. Phía mặt ngoài thì được gia chủ thiết kế theo mẫu tân cổ điển. Bên trong nhà của mình thì được thiết kế theo mẫu hiện đại. Nước sơn tường màu trắng nè, bên trên thì mình sử dụng là trần chìm giật cấp, kết hợp với đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng. Phía bên dưới là gạch 60-60, bóng kính chống chày nha cả nhà. Nhà mình thì tại khoảng không gian khu vực tầng trệt, được sử dụng là nơi để xe gắn máy cho khách thuê trên tòa nhà. Và mình di chuyển bậc cấp để di chuyển lên trên nè. Có một cái bàn trà nhỏ nhỏ để khu vực sảnh tiếp khách của tòa nhà. Và bên trong thì phía bên tay trái của hàng ni là khoảng không gian khu vực thang máy nha. Phía sau thang máy thì mình có toilet sử dụng và cầu thang bộ. Đó. Và tại tầng trệt thì phía sau được gia chủ thiết kế làm phòng đầu tiên, phòng số 01 nè, 101. Phòng này thì bên thuê đang cho thuê mỗi tháng là thu nhập là từ 9 triệu rưỡi cho đến 10 triệu một tháng, đầy đủ các trang thiết bị nội thất cao cấp bên trong luôn. Và cầu thang bộ đi di chuyển lên trên nè. Và đây, mỗi phòng như vậy đều được gia chủ mình có thiết kế đồng hồ điện riêng bên ngoài luôn nha, rất là thuận tiện để sử dụng và sinh hoạt luôn. Hiện tại thì phòng đang có khách thuê bên trong rồi, cho nên là Hằng Ni không quay phòng này được. Một lát nữa em sẽ quay mẫu hai phòng trên để chúng ta cùng tham quan nha. Phía trước cầu thang của mình thì được gia chủ thiết kế có toilet dành cho khách khi mà ra vào mình sử dụng cũng rất là tiện luôn. Toilet nhỏ nhỏ xinh xinh, đầy đủ các trang thiết bị hết rồi. Mình có bồn cầu, lavabo, gương soi luôn nha. Gạch thì ốp phun trần. Thiêu tông chủ đạo là màu kem nè. Và trước khi di chuyển lên bên trên để tham quan, Hằng Ni sẽ lia máy ra phía trước để chúng ta cùng nhìn ngắm lại một lần nữa khoảng không gian từ mặt tiền phía trong nhìn ra phía trước nha cả nhà. Rất là sáng sủa luôn. Và em xin nhắc lại, ngôi nhà của chúng ta với kết cấu là một trệt 5 lầu, được gia chủ thiết kế có thang máy bên trong nhà, với diện tích chiều ngang là 3,4m, nhà mình thì nở hậu là 4m, chiều dài là 21m nha. Khuôn đất của mình thì công nhận là 79,6m², thuộc hướng chính hướng Tây Bắc. Với công năng sử dụng bên trong nhà rồi mặt bằng phía trước dùng để kinh doanh, bên trên gồm 11 phòng căn hộ dịch vụ, đầy đủ các trang thiết bị nội thất, toàn bộ là được chủ nhà mình đầu tư hết luôn nha, tặng kèm cho khách hàng khi mua nhà luôn. Gia chủ thì đang rao bán với mức giá là 25 tỷ, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và hàng này sâu chậu khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Và khi mình mua ngôi nhà này, sẽ được gia chủ mình tặng kèm hợp đồng ký với bên thuê với thu nhập mỗi tháng là 75 triệu một tháng nha cả nhà. Và hàng này bắt đầu di chuyển vào bên trong thang máy để di chuyển lên phòng phía trên để chúng ta cùng tham quan nè. Thang này thì được gia chủ sử dụng là thang nhập khẩu, trị giá hơn 1 tỷ đồng khi mua. Đây. Và đặc biệt là thang này được gia chủ thiết kế sẵn là mình di chuyển lên thêm được 2 tầng nữa. Nhà mình thì lên thêm được 3 tầng nha cả nhà.
hai tầng bên trên cũng như là khu vực sân thượng nè, mình có tầng 7, tầng 8 luôn. Nhà mình chỉ có một trệt 5 lầu thôi, là từ số 1 đến số 6 rồi đó. Xét về lâu dài thì căn này phải nói là vô cùng hợp lý luôn. Xây dựng rất là bài bản, cũng như là giá trị đất thì rất là tăng trưởng theo thời gian nha cả nhà. Phù hợp cho khách hàng mình vừa mua ở, vừa đầu tư cho thuê, kinh doanh có thu nhập hàng tháng nè. Và Hằng Ly đang có mặt tại không gian khu vực lầu 5, được gia chủ thiết kế gồm phòng phía trước và phòng phía sau. Các phòng phía sau đều trang bị giống nhau thôi. Hiện tại thì mình còn trống một phòng 502, cho nên là Hằng Ly lia mái vào bên trong để chúng ta cùng tham quan nha. Phía bên ngoài thì được gia chủ mình có trang bị sẵn hai cái tủ đựng giày nè, kèm ghế ngồi, rất là tiện luôn. Tủ đựng giày thì được sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng luôn nha. Đầu tư phải nói là các trang thiết bị vô cùng cao cấp luôn. Mình có phòng 501, 502 thì phía sau nha cả nhà. Cũng như là phòng phía trước thì hiện tại đang được bên thuê cho thuê với mức giá là 10 cho đến 11 triệu. Phòng phía sau như vậy là từ mức giá 9 triệu rưỡi cho đến 10 triệu rưỡi một phòng nha. Chúng ta có đầy đủ các trang thiết bị luôn. Hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, máy hút mùi, bếp âm mặt đá, bồn rửa, lò vi sóng, lò nướng. Đó, tủ lạnh hai cánh nè. Và toilet sử dụng riêng bên trong luôn. Đầy đủ các trang thiết bị hết rồi. Vách kính ngăn như khu vực tắm và khu vực vệ sinh, bồn cầu, lavabo, gương soi, quạt hút mùi. Toàn là các thiết bị cao cấp không thôi. Gia chủ mình thì sử dụng là hàng Toto nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Cũng như là gạch thì ốp phun trần, rất là sạch sẽ của khách hàng mình khi mà sử dụng và sinh sống tại ngôi nhà này. Và bên trên thì mình có quạt hút mùi luôn nè. Đó. Nhà thì có sẵn máy nước nóng, máy nước lạnh luôn nha. Máy nước nóng năng lượng mặt trời. Thôi và cùng Hằng Ly chúng ta di chuyển vào bên trong phòng để tham quan tiếp tục. Mình có đầy đủ rồi, có giường ngủ nè, kệ tủ tivi, bàn học, cũng như là bàn trang điểm, sofa, tủ quần áo, chăn ga gói niệm đầy đủ luôn. Và khi quý khách hàng mình mua ngôi nhà này sẽ được gia chủ tặng lại toàn bộ nội thất bên trong nhà, kèm với hợp đồng thuê có thu nhập hàng tháng nha cả nhà. Phòng phía sau thì chúng ta có ô cửa sổ mở ra ngoài nè. Đây, view rất là thoáng luôn nha. Một căn nhà đang được gia chủ rao bán với mức giá là 25 tỷ, giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ly hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Với khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ly với số hotline trái màn hình. Em hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà và cho bán tốt nhất nha. Và Hằng Ly bắt đầu di chuyển lên không gian phòng tiếp tục để chúng ta cùng tham quan nè. Một căn phòng thiết kế rất là đẹp luôn, đầy đủ công năng sử dụng bên trong. Nhà mới. Và khu vực này thì phải nói là vô cùng đắc địa luôn rồi. Ngay vị trí trung tâm, nhà mình thì lúc nào cũng full phòng hết. Đa số là dân anh chị văn phòng thuê, cũng như là khách người nước ngoài thuê nha cả nhà. Và Hằng Ly bắt đầu di chuyển vào không gian khu vực phòng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan nè. Và lần này em sẽ di chuyển bằng thang bộ nha. Đó, được gia chủ ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn bằng chùa gỗ căm xe kết hợp với lan can bằng kính nè. Nhà thì được gia chủ thiết kế theo tông chủ đạo màu trắng, nước sơn tường màu trắng, mẫu thiết kế hiện đại. Lên phòng phía trên thì mình cũng có hai phòng, phòng phía trước và phòng phía sau. Phòng phía trước thì hiện tại là khách thuê đang dọn đồ vào, cho nên là đồ đạc nội thất hơi lộn xộn một tí. Quý khách hàng khi xem thì thông cảm cho Hằng Ly nha. Và em di chuyển vào không gian khu vực phòng 602 nè cả nhà. Em đang có mặt tại khu vực lầu 6 rồi. Chúng ta cũng có hai phòng luôn, phòng phía trước và phòng phía sau. Phòng nào cũng có toilet sử dụng riêng bên trong hết và đầy đủ các trang thiết bị nội thất luôn. Phòng này thì hiện tại đang cho khách thuê là từ 10 triệu cho đến 10 triệu rưỡi một tháng nha. Chúng ta có khu vực hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới phải nói là rất là tuyệt vời luôn nè. Đó. Tủ quần áo đầy đủ luôn. Có máy hút mùi, bồn rửa, bếp âm mặt đá, tủ để gạo đầy đủ luôn nha. Gia chủ thì sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng luôn. Và mình có ô cửa sổ chỗ ra ngoài rất là rộng luôn nè cả nhà. View phải nói là vô cùng đẹp luôn. Hằng Ly lia máy để chúng ta cùng tham quan nha. Đây. Mở cửa ra thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên, cũng như là lượng gió trời lưu thông, rất là đối lưu luôn. Chúng ta có giường ngủ nè, kệ tủ tivi, tủ lạnh hai cánh,
máy lạnh bên trong phòng. Bên trên thì thiết kế là trần chìm giật cấp kết hợp với đèn trần chiếu sáng nha. Nhà thì đầy đủ công năng để sử dụng luôn cho một hộ gia đình cũng như là mình vừa đi làm vừa thuê tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là thuận tiện luôn. Thôi và cùng Hằng Ni bắt đầu chúng ta di chuyển vào không gian khu vực phòng phía trước để tham quan tiếp tục nè. Phòng này thì phía bên dưới được gia chủ mình sử dụng là lót gạch 60-60 bóng kính nha cả nhà. Và phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị hai tủ để giày, đây dành cho hai phòng. Và có ghế đôn niệm để ngồi mang giày luôn, đầy đủ luôn nha. Và em di chuyển vào phòng bên trong nè. Đó, phòng có ban công phía trước, view phải nói là vô cùng đẹp luôn. Mình có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, máy hút mùi, bếp âm mặt đá, lò vi sóng, bồn rửa đầy đủ luôn. Được gia chủ thiết kế theo tông chủ đạo là màu xanh nhám nha cả nhà. Phía bên dưới là sử dụng bằng gỗ nè. Đa số là sử dụng hàng gỗ an cường không khôi. Và đối diện khoảng không gian khu vực này thì được gia chủ thiết kế làm toilet sử dụng cho phòng này. Toàn là hàng cao cấp không nha. Chúng ta có bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi tắm hoa sen, vách kính ngăn nè. Và bồn cầu thì được gia chủ sử dụng là vòi xịt tự động luôn nha. Giá treo đồ, kệ treo đồ đầy đủ luôn. Rất là VIP. Và phía bên ngoài không gian khu vực phòng ngủ nè cả nhà. Chúng ta có giường ngủ nè, kệ tủ tivi, bàn học cũng như là bàn trang điểm, tủ quần áo đầy đủ luôn nha, hệ tủ táp đầu giường. Được gia chủ thiết kế theo tông chủ đạo là màu trắng, nước sơn tường màu trắng, kèm với những cái đồ nội thất bằng gỗ, không có cũ theo thời gian đâu. Và phía bên dưới thì được gia chủ mình lót sàn gỗ luôn nha, rất là sang trọng luôn. Phòng này thì hiện tại khách thuê đang dọn đồ vào, cho nên là đồ đạc nội thất để hơi nhiều, khách hàng khi xem thì thông cảm cho em nha. Khoảng không gian này thì chúng ta có gương soi luôn nè. Thiết kế rất là đẹp luôn. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển ra không gian khu vực phía trước, ban công để cùng nhìn ngắm view nha cả nhà. Căn này thì view ban công phải nói là vô cùng đẹp luôn. Có 102 tại trung tâm quận 3 luôn. Nhà ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà view cây xanh nè. Đây. Tuyệt vời chưa? Đó. View ra nhà thờ màu hồng, nhà thờ Tân Định nha. Rất là thoáng luôn. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu nhìn ngắm sơ lược lại một lần nữa. Từ không gian khu vực phòng ngủ phía trong và bắt đầu em sẽ di chuyển lên sân thượng phía trên để chúng ta cùng tham quan khu vực giặt sấy cũng như là sân vườn dùng để trồng cây trồng hoa của ngôi nhà. Một căn nhà thiết kế phải nói là vô cùng đẹp luôn. Đầy đủ công năng sử dụng cũng như là xây dựng rất là kiên cố nha. Với kết cấu là một trệt 5 lầu, được gia chủ thiết kế có thang máy bên trong nhà. Và nhà mình thì trang bị đầy đủ các trang thiết bị nội thất cho tổng là 11 phòng căn hộ dịch vụ, gồm tủ lạnh hai cánh nè, máy lạnh, tivi, dàn bếp trên dưới, máy hút mùi, sofa, hệ thống camera an ninh của tòa nhà cũng như là bếp điện từ, lò vi sóng. Và đây camera nè cả nhà, kèm với đồng hồ điện riêng bên ngoài luôn, rất là thuận tiện để sinh hoạt nha. Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực lầu 6 rồi, phòng 601 và 602. Thôi và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển lên sân thượng phía trên để tham quan tiếp tục nha. Đó, em di chuyển bằng cầu thang sắt nè. Phía bên trên này thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực sân vườn, sân thượng rất là rộng rãi luôn. Và khoảng không gian khu vực sân thượng thì dành cho khách tại tòa nhà sử dụng chung. Chúng ta có khu vực giặt sấy nè, trang bị đầy đủ rồi, có máy giặt, máy sấy cũng như là khu vực sân phơi. Và cục nóng của máy lạnh thì mình đặt ở sân thượng phía sau nè. Đó, rất là mát và thông thoáng luôn nha cả nhà, không có bị trắng view đâu. Và căn nhà này thì Hằng Ni vẫn còn giữ những cái hình ảnh đang trong lúc xây dựng. Với khách hàng mình nhớ đón xem đến cuối video nha. Em sẽ chèn thêm những cái hình ảnh đó để chúng ta cùng tham quan. Và nhà này thì được gia chủ mình đầu tư rất là chắc chắn và kỹ lưỡng luôn. Chỉ riêng phần móng bên dưới là mình sử dụng 24 cọc khoan nhòi D400, mình đào sâu 24m nha cả nhà. Cho nên là từ không gian khu vực sân thượng, chúng ta có thể là lên thêm được 3 tầng nữa nha, rất là chắc chắn luôn. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất.
Đối với khách hàng mình cần nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì alo cho Hằng Ni nha. Em sẽ gửi đúng thông tin của khách hàng mình đang cần. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.